Giới chức Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này không nổ súng vào bệnh viện Al-Shifa, dù thừa nhận có xung đột với các chiến binh Hamas xung quanh bệnh viện. Đại tá Moshe Tedror cho biết, tôi nghe tin tức rằng có một cuộc bao vây và các cuộc tấn công vào bệnh viện Shifa. Tôi muốn nói rõ ràng đây là điều không chính xác. Có những cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và các thành viên của phong trào Hamas xung quanh bệnh viện, song không có vụ nổ súng nào ở bệnh viện cũng như không có cuộc bao vây nào cả. Phía đông của bệnh viện vẫn mở, phố Al-Waha vẫn mở. Ngay cả bây giờ bất cứ ai cũng có thể rời đi nếu họ muốn. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội nước này sẽ giúp sơ tán các em bé bị mắc kẹt trong bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất trên dải Gaza và là nơi trú ẩn của hàng nghìn dân thường Palestine. Thông báo đã được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đưa ra hôm nay trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng này. Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại sâu sắc về sự an toàn của các nhân viên y tế, các bệnh nhân của bệnh viện, bao gồm cả trẻ sơ sinh cần hỗ trợ sự sống.